mà đây xin mến chào tất cả quý cụ ông bà cùng toàn thể mọi người đang trở lại với kênh Công giáo yêu thương. Xuân Thủy đang có mặt tại nhà thờ giáo xứ Cát Đàm thuộc giáo phận Thái Bình. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Thì Chủ nhật này quý vị cũng đang xem không khí. Hôm nay là ngày Chủ nhật là lễ tuần trầu lượt thay mặt giáo phận của giáo xứ Cát Đàm. Thì hôm nay đi tham dự thánh lễ ở đây, gửi tới cho các bạn những hình ảnh trước giờ lễ, khuôn viên khung cảnh của giáo xứ Cát Đàm. Rất mong quý vị cũng đón xem. Quý vị thấy đài tượng ông Thánh Vincente rất là đẹp và to luôn quý vị này. Ở khu vực ngay cuối nhà thờ quý vị nhé. Hiện tại bên trong nhà thờ thì đang có chầu thánh thể. Chỉ còn ít giờ nữa thôi, khoảng một tiếng nữa thôi là thánh lễ đồng tế, thánh lễ chính tiệc tuần trầu lượt thay mặt giáo phận của giáo xứ Cát Đàm. Thì giáo xứ Cát Đàm ấy thì nằm ngay khu vực phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình quý vị ạ. Và khuôn viên của giáo xứ Cát Đàm thì ở bên cạnh thì có chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức. Kìa quý vị kìa, chủng viện Mỹ Đức kìa. Thì chủng viện cũng đang xây dựng. Quý vị thấy ngôi nhà thờ cũng rất là đẹp luôn. Khuôn viên của giáo xứ Cát Đàm rất là rộng luôn quý vị ạ. Thì đang đứng tượng đài ông Thánh Vincente. Quý vị thấy tượng đài rất là lớn luôn. Làm cái mái nhìn rất là cầu kỳ quý vị, rất là đẹp. Bây giờ thì mời các bạn đi tham quan một vòng quý vị nhé, vòng nhà thờ rồi khuôn viên xem ở đó nó như thế nào. Đây là những cái hàng đá Giáng sinh. Đây cũng có tượng đài ông Thánh Martino này. Rất là nhiều tượng đài lớn quý vị ạ. Khu vực cuối nhà thờ. Bên trong thì đang có chầu thánh thể. Quý vị thấy bên trong nhà thờ rất là đẹp luôn. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, Chúa đã chiếu tỏa ánh sáng chân lý và đã cho các nhà đạo sĩ là những người lương dân đầu tiên đến thờ lạy Chúa. Xin cho các gia đình trẻ luôn biết đến với Chúa để tôn thờ, mến yêu, phụng sự Chúa hết lòng. Xin cho mỗi người con trong giáo xứ biết thăng tiến đời sống gia đình bằng đời sống thánh thiện và gương sáng, nên như ánh sao dẫn đường cho anh chị em lương dân đến với Chúa để họ cũng được tôn thờ và chúc tụng. Ở bên trong đang có chầu nên là mình chỉ
quay sơ cho các bạn thôi. Rồi một cái giới thiệu cho các bạn những hình ảnh ở bên ngoài. Đây, cuối thờ, nhà thờ rất là cao, to các bạn. Ở bên này có tượng đài ông Thánh Đa Minh luôn. Này Chúa Giêsu hài đồng. Hai bên hai ông Thánh. Tạ ơn Chúa đã đến và ở lại với chúng con, để chúng con được ở với Chúa. Đấy, nhìn cuối thờ đấy, rất là rộng luôn. Rất là rộng luôn. Thì có mấy trạm ý thích anh thể để ấy đó. Chúa đã cho chúng con thông phận với Chúa và mời gọi chúng con trở nên hương sáng cho tha nhân. Hàng đá làm rất là nhiều, hàng đá to. Chúng con ý thức rõ hơn về sứ mạng này. Thì mời các bạn đi sang bên này nhé. Hôm nay thời tiết ở Thái Bình cũng như ở thành phố Thái Bình hiện tại thì đang có mặt tại nhà thờ Sa Cát thuộc thành phố Thái Bình. Thời tiết bây giờ cũng rơi vào khoảng 15-16 độ C quý vị ạ. Thời tiết khá là rét buốt. Mình đi xe máy cũng rất là lạnh luôn quý vị ạ. Đây là các linh mục đã ăn nghỉ ở vườn thánh đây quý vị này. Đất thánh chỗ này rất là nhiều luôn. Nghĩa trang này, đất thánh này, chỗ này chôn các vị linh mục, các cha này, ăn nghỉ ở đây. Xây dựng vào năm 1992. Kia có cái bảng ghi 1992. Nhà thờ đấy quý vị, nhà thờ ở bên tay trái, từ cuối nhà thờ quý vị nhìn lên. Cờ cũng được trang trí rất là nhiều. Ôi trời lạnh quá quý vị ạ, mình đi cứ xịt xịt xoa rất là lạnh. Đi ra chỗ nắng này cho nó ấm ấm tí. Đây có hàng một hàng đá nữa. Bên này trang trí hàng đá rất là đẹp luôn. Đẹp quá. Rất là đẹp. Đây là khu vực đầu nhà thờ. Khu vực đầu nhà thờ đây quý vị nhé. Khuôn viên của giáo sư Can Đảm rất là rộng. Đây là bác bán tranh ảnh tượng. Được câu tiếp tục mình mời các bạn đi sang bên này. Đây là cái cổng chính dẫn vào trong nhà thờ nhé. Giáo sư Cát Đàm. Bên này tiếp tục có hang đá này, này. Và có những cái trạm thánh thể nhà tạm quý vị này. Trang trí rất là đẹp luôn. Hôm qua thứ bảy thì Thủy có công việc nên là không sang đây quay được. Hôm nay Chủ nhật thì lễ chính tiệc thì mình về quà được. Đây có cái địa chỉ chính xác rồi quý vị này. Mình quay cho các bạn nha. Đây. Tu viện giáo xứ Thánh Vinh Sơn Cát Đàm, xóm 7, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Đây là các giáo họ cũng như là các giờ lễ, giờ sinh hoạt của giáo xứ được ghi hết ở đây. Đây rất là nhiều khẩu ngữ băng rôn rất là đẹp luôn. Đặc biệt là có những cái cây cau rất là lớn luôn các bạn. Tuyệt vời. Bây giờ Thủy mời các bạn tiến lại gần chỗ chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức quý vị nhé. Của giáo phận Thái Bình nằm ngay ở khu vực cuối nhà thờ giáo xứ Cát Đàm quý vị ạ.
ở khu vực cuối thì có một cái hồ rất là lớn luôn cái bên này. Hiện tại thì cổng vào cái chủ viện Mỹ Đức này thì người ta khóa quý vị ạ. Tại vì chủ viện này có mấy lối đi cơ, đang xây dựng đây quý vị này, cũng khá là cao này. Chủ viện Thánh Tâm Mỹ Đức quý vị này, xây dựng rất là to quý vị ạ, rất là to, lớn. Còn đây là nghĩa trang của các cha đã an nghỉ đây. Hôm nọ là có Đức Ông được an nghỉ ở nơi đây. Quý vị đứng đây thì nhìn nhà thờ Cát Đàm có hai tháp chuông rất là cao luôn. Chúng con tụ họp nhau để cầu nguyện cho tất cả thánh thể Chúa. Vì thế đẹp không? Tuyệt vời không? Bánh thánh đối với chúng con không phải là bánh thường, nhưng là hình thánh Chúa. Bánh thánh này nhắc chúng con nhớ đến tháp rất là cao luôn và bầu nhìn vượt qua của Chúa. Xin cho chúng con được lòng khát khao Chúa. Mình rất ấn tượng của khuôn viên của giáo xứ Cát Đàm, rất nhiều những cây cau rất là lớn luôn quý vị ạ, cao vài chục mét luôn. Rồi khuôn viên được bày trí, trang trí một cách rất là hài hòa và đẹp. Mình sẽ đi qua bên này. Rất tuyệt vời. Quý vị đi từ nhà thờ chính tòa giáo phận Thái Bình mà tới giáo xứ Sa Cát ấy, mình rơi khoảng 3 đến 4 km quý vị ạ. 3 đến 4 km gì đó. Chia sẻ một số hình ảnh xung quanh của nhà thờ giáo xứ Sa Cát thuộc giáo phận Tây Bình. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Giáo xứ Cát Đàm long trọng mừng tuần châu lượt thay mặt giáo phận 2021. Thì chia sẻ trước giờ lễ gửi tới cho các bạn những hình ảnh ở xung quanh ngôi thánh đường. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi. Xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh Công Giáo Yêu Thương, chia sẻ, ủng hộ. Thì chân thành cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.